Câu chuyện của một CEO tận tâm với nghề. Đã từng hỗ trợ cho một bệnh nhân ở quận 12. Rất tiếc là bây giờ anh ta đã mất rồi. Những trăn trở. Chính cái điều mà không kiểm soát được cho những cái rủi ro mình đem mà bên ngoài mang đến thì mình rất dễ nhận được những cái hậu quả mà không thể nào mình chủ động được. Cuộc gặp gỡ của những người tầm giao. Tình yêu, sự nghiệp. Và cứ thế không phải chỉ là một đêm và những đêm kế tiếp liên tục như vậy trong khoảng thời gian nào mà mình đang bắn bằng điện thoại, nhưng mình cảm thấy hạnh phúc khi được ra văn. Hành trình hướng đến giá trị cao đẹp của nghề y. Có quá nhiều cái áp lực, quá nhiều cái thách thức đến với một bác sĩ. Và chính cái Blue Trắng này cũng chính là cái bộ phim mà nó làm dấu ấn đối với tôi từ những năm đầu bước vào ngành tư đại học. Những khó khăn nào anh phải đối mặt, tất cả có trong tập 3 của Khám phá trong tôi. Gặp gỡ giao lưu cùng doanh nhân Nguyễn Trần Hữu Thắng, giám đốc Buster Home Care, được phát sóng vào lúc 20 giờ hàng tuần trên Bubs TV và 20 giờ 30 phút trên kênh YouTube của Red Eyes Media. Mời các bạn đón xem.